Rồi, hello anh em nha. Tiếp theo clip của chiều ngày thứ ba nha anh em. Ngày 12 tháng 12, lên cho anh em xem một tốt Asia Sweater 3 tháng nha anh em ha. Hơn 3 tháng chút xíu ha. Cũng ký hơn ký một con này nha anh em. Chạy những con gà này lớn ký lắm nha, trên 3 ký hết. Lông chắp sát, mặn gà lắm nha anh em ha. Đó, lựa ký từng con để giao cho anh em nha. Rồi, tốp này em để giá như cũ nha anh em ha, 1 triệu một em nha. Tốp này anh em mang về thì cho quen nhà, anh em thả đất cũng được rồi nha. Những gà này nó mặn lắm, dễ ăn dễ nuôi, lông lá bóng bẩy ha, dáng dấp rất là tốt luôn anh em ơi. Chiều nay thì em có lên một tốp mái tầm hơn 4 tháng, gần 5 tháng cho anh em luôn á, cho dành cho anh em gia công. Còn tốp này anh em nuôi cứng là anh em mang đi chơi được luôn nha, không cần pha chế gì nữa ha, miễn liền đó nha anh em. Đó, 5 trống một mái ha. Ai có mến thì alo em nha anh em ơi. Anh em nào mà bắt một cặp là em bao phí ship tất cả mọi miền cho anh em luôn nha. Ở đâu em cũng ship được hết á, hàng cùng ngõ hẻm anh em ở bất cứ chỗ nào em đều ship cho anh em được nha. Rồi, ai có mến thì alo em. Chào anh em.